Và theo đó thì hai bộ phim đạt giải trong mùa giải năm trước là Duyên Định Kim Tiền và Ai Chết Giơ Tay đã được đề cử phim truyền hình xuất sắc nhất và phim web drama xuất sắc nhất tại giải thưởng ATA lần thứ 24. Và ban tổ chức Ngôi Sao Xanh cũng tạo cơ hội cho các nghệ sĩ, các tác phẩm đồng hành cùng với Ngôi Sao Xanh có nguyện vọng tham gia giải thưởng ATA lần thứ 24 như
như phim Đùa Với Tình Yêu tham gia đề cử hạng mục phim truyền hình xuất sắc nhất và đạo diễn Hoàng Mập với phim Nhà Ông Hoàng Có Ma tham gia đề cử hạng mục đạo diễn xuất sắc nhất và diễn viên Phi Huyền Trang phim Hoa Hồng Thép tham gia đề cử hạng mục nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất và MC Sam trong chương trình Biệt Tài Tí Hon tham gia đề cử hạng mục người dẫn chương trình giải trí xuất sắc nhất. Và Ngọc Nhi cũng đang thấy được sự có mặt của diễn viên Phi Huyền Trang, cho phép Ngọc Nhi được giao lưu với Phi Huyền Trang ạ. Không biết là cảm xúc của Phi Huyền Trang như thế nào khi được tham gia đề cử tại ITA lần thứ 24 ạ? Trước hết thì cho Phi Huyền Trang xin phép được gửi lời chào đến tất cả các vị quan khách có mặt trong khán đài ngày hôm nay ạ. Đây là lần đầu tiên mà cái bộ phim của Trang tham gia được vinh danh trong giải thưởng Ngôi Sao Xanh của năm 2018 là giải đạo diễn xuất sắc nhất và nam diễn viên chính, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Thì đây là lần đầu tiên mà Trang được tham dự một giải thưởng có quy mô lớn và được mở mang, được học hỏi rất là nhiều từ các vị gạo cội, từ những bộ phim của các đồng nghiệp của mình. Nên Trang thấy rất là vinh dự khi mà lần đầu tiên mình đã được vươn ra được cái đấu trường quốc tế trong cái giải thưởng lần này. Rất là hy vọng là mình sẽ có dịp được giao lưu và được học hỏi tất cả các anh chị em bạn bè trong đồng nghiệp ạ. Và khi đến với một giải thưởng quốc tế tầm cỡ như vậy thì không biết là bạn có kỳ vọng gì cũng như là mình sẽ chuẩn bị gì khi đến đó ạ? Đương nhiên là mình sẽ có một cái sự chuẩn bị rất là kỹ càng về cái mặt hình ảnh của mình để đến giao lưu với tất cả các anh chị em bạn bè. Còn về cái việc cảm xúc của mình thì đương nhiên là mình sẽ không tránh khỏi cái việc rất là hồi hộp. Và mình đương nhiên là mình sẽ được quyền ước mơ và được quyền hy vọng một lần được chạm tay đến vinh danh, đến chiếc cúp lớn nhất của giải thưởng hay lần này. Cảm ơn Phi Huyền Trang rất nhiều ạ. Thưa quý vị, và ngay sau đây để giúp cho quý vị có